Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng bí đao bò đất nè, cái vụ hè xuân nha các bạn. Thì tiêu đề là mình chia sẻ cho bạn về cái kỹ thuật làm sao mà cho nó đạt được cái năng suất tốt nhất cũng như là ít cái chi phí. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói là về giống ha. Thì các bạn có thể là chọn cái giống là Fuji 868 nha các bạn ha, hoặc là cái giống là Thiên Thanh 5, hoặc là cái giống là bí đao xanh số 1, số 2, hoặc là bí đao mà tre diệt các bạn. Đó thì mấy cái giống này nè, vào những cái tháng hè các bạn nó chịu được cái nhiệt độ rất là tốt luôn, thậm chí nó rất là ít bệnh nha các bạn ha. Các bạn nên chọn cái giống này để các bạn trồng vào những cái vụ hè đó. Thì thông thường các bạn thì 1.000 mét vuông thì các bạn chuẩn bị cho mình là khoảng đâu là từ 400 cho đến là 500 hạt là đủ rồi, không cần nhiều đâu. Tại vì cái tỷ lệ mà nảy mầm các bạn vào những cái tháng này thì nó rất là ok. Thì các bạn mua hạt giống về thì các bạn chỉ việc là ủ qua cái nước ấm các bạn, sau đó thì các bạn gieo trồng thôi, gieo trồng tự nhiên thôi. Các bạn có thể là làm vườn ươm hoặc là các bạn gieo trực tiếp luôn là cũng vẫn được ha. Đó thì đó là cái cách mà để mà chúng ta là chọn giống để vào cái vụ hè xuân để mà cho nó đạt được cái năng suất. Rồi thì khi mà nó ra được 7-8 lá các bạn thì bạn cũng bắt đầu là các bạn bấm ngọn như thường thôi. Nói chung là bấm ngọn để chúng ta lấy chèo nha các bạn ha. Một chèo như vậy thì chúng ta cũng lấy là từ 3 cho đến là 4 chèo ha. Đặng cho cái dây của mình các bạn mà nó phát triển ha, nó ra được nhiều trái. Nó bây giờ thì mình sẽ nói về cái vấn đề là bón phân làm sao mà cho nó đạt được cái hiệu quả nè. Thì ở đây thì chúng ta có thể là bón phân chuồng nha các bạn ha. Mình tính trên 1.000 mét vuông là từ 300 cho đến 400 kg cái phân chuồng quay mục nha các bạn ha. Còn dôi là từ 10 đến 15 kg, còn đối với mà cái lân súp be thì khoảng đâu là 25 kg ha. Còn đạm ure là từ là 12 cho đến là 14 kg, còn đối với là kali calarua các bạn thì khoảng đâu là 10 kg nha. Và các bạn có thể là dùng kết hợp với phân NPK mà khi mà nó ra trái nha các bạn. Các bạn có thể là cộng thêm cho mình là 5 kg canxi bo nha các bạn ha, cho cái trái của mình nó bóng nha mọi người. Thì đó là về cái phần là liều lượng phân mình chia sẻ cho các bạn vào cái vụ hè. Và cái vụ hè này thì nó cũng rất là ít là cái ruồi vàng chích trái nha các bạn ha. Nói chung là khi mà ruồi vàng mà nó chích á thì cái dây bí đao của mình thì nó cũng sẽ bị èo á. Thì các bạn kỹ nữa thì các bạn có thể là mua cái lông não nha các bạn ha. Các bạn treo cứ 5 mét như vậy là cứ là một hũ là được nha các bạn ha. Nhưng mà thông thường thì nó cũng ít, còn nếu như là các bạn không có treo thì các bạn có thể là xịt thuốc cũng được. Mọi người mua cái chai thuốc là alpha cua các bạn xịt ha, phòng cho nó khi mà nó ra được những cái trái non ha, khi mà cái trái bí mà nó đã dày rồi các bạn, nó già rồi đó, thì chúng ta ngưng cũng được. Thì cái mô hình này là mình tận dụng cũng rất là kỹ nha các bạn ha. Trước đó thì trồng cái đậu bắp rồi mình cũng có chia sẻ cho bạn đó, thì các bạn nào quan tâm thì các bạn vào xem ha. Ngày hôm qua thì cũng có một anh là ở gần nhà mình thôi, nhưng mà cũng biết mình qua kênh YouTube với các bạn, thì ảnh hỏi là anh đang trồng đậu bắp và sau đó anh không biết trồng cái gì. Thì anh cũng có thể là xem video này em trồng cái cây bí đao nha. Chung giá bí đao hiện tại thì nó cũng nhóng rồi đó, chung là cũng cả 10.000 một ký rồi. Trước đó thì có 2.000 ký các bạn. Trồng đồ này thì nó cũng là hên xui nha các bạn ha. Nhưng mà các bạn canh cái thời điểm nào mà nó rẻ thì các bạn trồng đi thì nó sẽ rất là ngon nha. Nhưng mà ở trong cái mùa nắng này thì trồng rất là ok luôn. Nói chung là nó không có bị bệnh như bệnh sương mai này nọ ha. Sương mai thì ở đây thì các bạn có thể là xịt hàng mắt Hero hoặc sử dụng hàng Cariotop để các bạn xịt trên hàng sương mai cũng được nha các bạn ha. Và đặc biệt trong mùa nắng này nó cũng rất là ít là chết dây đó. Các bạn mà phòng chết dây thì các bạn phòng Alies hoặc là Ridumin hoặc là Matasi này nọ các bạn. Nó thì những cái dòng thuốc đó thì các bạn có thể là xịt phòng. Ở đây thì mình đang tận dụng một cái đất của mình á, là trước đó là trồng cây đậu bắp á các bạn, anh em bắt vàng qua nè đó. Thì quay cho mọi người xem, mọi người tham khảo để mai mốt mà anh em nào mà có trồng đậu bắp mà có xẻ clip như mình á thì anh em tận dụng luôn đó. Thì hôm nay thì chia sẻ cho mọi người cơ bản là về cách bón phân cũng như là cách chọn giống ở trong cái vụ mà hè xuân để trồng bí đao ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình. Thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ cho mọi người về những cái kinh nghiệm của mình khi mà làm vườn nha. Rồi thì mình cũng xin được mến chào, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.